Hello các bạn, mình đang đi chợ mua đồ cho bé Bo. Nhưng mà mua xong thì trời đã đổ cơn mưa, cho nên mình vô trong cái giò này để đục mưa nè các bạn ơi. Vô đây mình review mấy món đồ chơi này cho các bạn xem. Cái món đầu tiên mình mua cho bạn Bo là cái nón này nè các bạn. Đội vô một cái là nhìn giống như một chùm tóc của mình luôn. Thử luôn nè. Cái này bạn Bo đeo vô một cái là nhìn mua đen dữ dằn luôn. Tiếp theo là một cái súng. Ủa nhưng mà bên kia sao mà giống cái bồn cầu quá, nhưng mà nó to nó bự dữ vậy. Cái bồn cầu gì mà nó siêu to khổng lồ dữ vậy. Cái bồn cầu này chắc là cái mô hình chứ không phải là một cái bồn cầu thiệt đâu. Kệ đi nha các bạn, bây giờ tiếp tục review nè. Bạn Bo chắc là sẽ thích cây súng này lắm các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem quy lực của nó nha. Mình sẽ bắn con khủng long. Mình sẽ thử quy lực của cây súng bằng con khủng long này và viên đạn này. Ok, lên đạn nè. Bắn cần trước đi, chứ hồi nó xa xa chứ xa quá bắn sẽ hụt. À gì mà cũng hụt nữa. Gần lại chút xíu nữa nha các bạn. Yeah. Có cây súng này rồi, không có sợ con gì hết các bạn. Gặp là bắn liền. Bây giờ đi ra mé sông nó thử nè. Ở ngoài này có cái bình bát nè các bạn ơi. Ra đây xem có bình bát nào chín không, hái gì ăn được á. Này, có bạn nào mà không biết cháy bình bát này không? Khi mà nó chín rồi là nó sẽ màu vàng. Mình lột vỏ mình để vô dầm với nước đá đường ăn là rất là hấp dẫn luôn. Nhưng mà hộp nó rất là nhiều, chị xuyên xuyên bỏ hộp nha. Cái này không chín mà nó đã bị cái gì lằn lằn nhóc luôn nè. Còn trái này thì còn non xèo à. Hai trái này, 1, 2, 3, 4. 4 trái này cũng chưa chín luôn. Trái xanh luôn, không có trái nào màu vàng hết các bạn ơi. Ở bên đó, sao mà giống quái vật banh banh quá vậy? Nhưng mà tại sao nó lại đi ở trên một cái bồn cầu như vậy? Bây giờ mình phải đi theo nó mới được các bạn ơi. Xem nó có làm chuyện gì xấu không? Nó di chuyển với tốc độ siêu siêu luôn. Phải chạy nhanh lắm mới kịp nó. Nếu như ai mà có chơi game thì sẽ biết quái vật Skibidi và quái vật Bang Bang. Có khi nào con quái vật này là sự kết hợp của hai con quái vật đó không? Là Skibidi Bang Bang. Ngược theo không kịp rồi các bạn ơi. Nhưng mà ở đây mình đang ngược theo thì mình thấy cái này nè. Mấy bạn ở thành phố biết cái này không? Đây là cây mắc cỡ. Cây mắc cỡ là tên nhân gian thôi nha các bạn. Gọi là cây mắc cỡ tại vì khi mà mình đụng vô á thì nó sẽ co lại như thế này nè. Mình mà nhìn thấy Skibidi Toilet làm chuyện xấu là mình sẽ chạy trốn liền. Tại vì nó siêu to khổng lồ quá, mình không có chống cự lại nó. Lúc đó mình sẽ chạy đi tìm người giúp đỡ. Tạm thời bây giờ mình chưa nhìn thấy, cho nên ngồi ở đây nghỉ mệt nha các bạn. Tí xíu nữa sẽ tiếp tục đi tìm. Thì ra bạn Bo này bị con quái vật Skibidi Toilet nó ngựa các bạn ơi. Bây giờ bạn Bo phải ở đây đi. Mình sẽ đi tìm người giúp đỡ. Trốn ở đây nha Bo. Con quái vật này nó siêu to khổng lồ, mà nó còn là sự kết hợp của hai con quái vật nữa. Cho nên muốn đối phó với nó, người bình thường không thể nào đối phó được đâu các bạn. Phải cỡ như người sắt làm sao á. Anh người sắt ơi, giúp đỡ đi. Có chuyện gì anh Tài cứ nói. Là một con quái vật kết hợp bởi hai con quái vật Skibidi Toilet và Ban Ban. 10 con quái vật kết hợp ta cũng xử lý, chứ đừng nói chi là hai con. Vậy bây giờ anh người sắt ra tay nha. Em sẽ đi dẫn con bò tìm chỗ trốn. Ok anh Tài luôn nha. Ở đây cỏ bao la, ăn thoải mái nha bò. Ăn mấy ngày mấy đêm luôn vẫn chưa hết cỏ đó. Có anh người sắt xử lý rồi, yên tâm. Bây giờ đã có anh người sắt rồi, mình đi ra ngoài bờ kè ở ngoài tiếp tục nha các bạn. Bờ kè ở ngoài mát lắm. Sẵn chuyến đi ra ngoài đó xem có con gì lạ lạ nữa không. Báo với anh người sắt ra xử một lượt luôn. Công nhận là cảnh ở đây cặp mé sông mát mẻ. Các bạn nhìn nè, cỏ xanh mướt luôn. Cắm trại hay dã ngoại là ok luôn á.
phía trên bãi cỏ này thì xanh mướt, mà ở dưới mấy kia thì trái ngược lại các bạn ơi. Ở dưới bờ sông này đúng dơ luôn các bạn ơi. Ok, gác dài từ đằng đẳng tới tuốt đằng này luôn. Bây giờ mình đi dài dài xem coi có cái gì tái chế được không nha các bạn. Biết đâu hên hên nhặt được cái gì đó về mình chế tạo ra một món đồ chơi cũng không chừng. Nhưng mà trước mắt thì thấy toàn là gác không à, không có cái gì có thể tái chế, tái sử dụng, chế tạo ra được cái món khác hết. Đây là cái nón bảo hiểm. Không có rồi các bạn ơi, toàn là gác không à. Không tìm được gì hết, cho nên bây giờ mình sẽ lắp ráp Lego. Ở đây có cái ghế này luôn các bạn, ngồi ở đây đã luôn, ngắm cảnh. Tiếp theo mình sẽ mở hai cái món đồ chơi này là hai bộ Lego. Mình sẽ xé ra, mình sẽ đổ ra trong đây, lắp ráp sẵn đem về cho bạn Bo nha các bạn. Đấy, một bộ, một tay bên phải, một tay bên trái. Có hai cái kiếm luôn nè các bạn ơi. Được à, siêu anh hùng này là sử dụng kiếm nha. Cái đầu này là để làm gì đây? Đây. Không, nó là một cái kiếm thôi. Đó là hai cái đầu của một cái kiếm. Đầu trên, cái này đầu dưới nè, đó. Kiếm này có thể quơ được luôn. Chiu, 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 chiu. Dữ chưa? Tiếp tục, tới siêu anh hùng thứ hai. Nè các bạn, bộ đồ này của cảnh sát nè. Ở cái nón này vô là dàn giống luôn nè. Đó, một cái tay, hai cái tay. Cảnh sát này sao không có súng gì hết trơn, đây gặp tội phạm rồi sao? Gặp tội phạm bắn nó không lợi rồi, chắc chạy quá. Rồi gớt cái tay này mất tiêu rồi. Đúng là cảnh sát mà không có súng hay là bất cứ một loại vũ khí nào hết. Trời sắp tối rồi các bạn ơi. Ở phía sau của mình lên đèn rồi kìa. Đó là cái cầu Cần Thơ đã lên đèn rồi đó các bạn. Cầu Cần Thơ giờ này lung linh huyền ảo luôn. Các bạn đăng ký kênh để xem video tiếp theo nha. Hẹn gặp lại.